đang xuất hiện trước mặt mọi người bây giờ, chính là người ủy thác kỳ này của chúng ta, Nozaki. Nozaki là một giáo viên dạy kèm. Vợ của anh ở nhà chăm sóc hai đứa con nhỏ. Nozaki mỗi ngày phải làm việc đến đêm khuya. Hai đứa con rất khó có thể gặp được bố. Vậy nên để nâng cao chất lượng cuộc sống và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, anh liền mua cả một căn nhà bên cạnh trường học. Nhưng tình trạng ngôi nhà có thể thấy là bẩn, lộn xộn và xuống cấp. Đồ dùng của gia đình trước không cần nữa đều bị vứt lại đây. Nước ở trong vòi chảy ra cũng là nước bẩn, hoàn toàn không thể nào ở được. Vậy nên Nozaki muốn nhờ biến căn nhà này, cải tạo thành một biệt thự có thể khiến mọi người an tâm sinh sống. Và còn có thể để lại một khoảng không gian để anh làm phòng dạy học. Toyota Satoru đến trước căn nhà. Ông ngước mắt lên 50 độ ngắm nhìn. Ông sẽ hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này như thế nào? Toyota Satoru bắt đầu quan sát thực tế căn nhà. Ra khỏi phòng học đi vào một cái ngõ nhỏ. Mở cửa ra thì chính là nhà của Nozaki. Một nửa trước của lầu 1 là phòng dạy học, một nửa sau dùng để sinh hoạt. Bên phải cửa ra vào là nhà vệ sinh của học sinh. Căn nhà này đã vô cùng cũ kỹ rồi. Nền nhà chỉ cần dẫm mạnh là sẽ bị sập. Những vật dụng cũ chất thành đống ở trong nhà. Trên bàn ăn còn để lại một tờ báo vào năm 1990. Thậm chí cỏ dại cũng bò vào tận trong nhà. Lên lầu 2, bò lên cầu thang dốc đứng. Lầu 2 nhìn có vẻ ngăn nắp, nhưng vẫn không thể nào ở được. Đặc biệt là ban công. Người dám ở trên này phơi quần áo, tuyệt đối là người cảm thấy không còn lưu luyến cõi đời này nữa rồi. Sau khi kiểm tra hoàn tất, Toyota Satoru mỉm cười nói: trước đây tốt xấu gì cũng là cải tạo nhà, lần này đúng rất khó nhằn. Bắt tôi xây lại cả nhà luôn. Không sao, kỹ sư cải tạo sẽ tự có cách. Cấu tạo cũ kỹ của căn nhà đã không thích hợp sử dụng nữa, phải sửa chữa dựa theo cấu tạo hiện đại. Nozaki bỏ ra 17 triệu yên dùng để cải tạo lại căn nhà này. Quả nhiên làm giáo viên dạy kèm rất giàu. Tiếp theo, thử thách dành cho người thầu mở rộng không gian bắt đầu. Ngày hôm sau bắt đầu công việc dọn nhà. Học sinh của Nozaki đều tự nguyện đến giúp đỡ dọn dẹp. Nozaki nói rằng đây là nguồn lao động đang có sức lực dồi dào. Rất nhanh những thanh niên có sức lực dồi dào này đã hoàn thành công việc dọn nhà trong vòng một ngày. Sau đó công việc dỡ nhà bắt đầu. Hoàn toàn đúng nghĩa là dỡ nhà. Bức tường yếu ớt, bồn cầu cũ kỹ, nền mục nát, bồn tắm nhỏ hẹp, ban công nguy hiểm. Căn nhà sau khi bị phá bỏ hết có thể nhìn thấy nền móng và cột chống toàn bộ đều bị mục hết. Tiếp tục sử dụng thêm mười mấy năm, hoặc là có một trận động đất hơi mạnh một tí, căn nhà này sẽ bị sập xuống. Thiết nghĩ những bạn học thêm ở đây đều là đến chơi chơi đùa với thần chết. Bây giờ những phương pháp tu sửa bình thường đã không còn có tác dụng nữa. Toyota Satoru cho vận chuyển đến một lượng lớn những thanh sắt, gia công thành hình số 7. Sau đó bên trong nền ngôi nhà đào một cái rãnh rộng khoảng 15 cm. Sau đó đem những thanh sắt hình số 7 đặt vào trong rãnh mới đào. Hóa ra phương pháp làm móng thông thường là dài trực tiếp những thanh sắt thẳng xuống dưới, sau đó tưới bê tông lên trên để cố định. Nhưng nền của nhà Nozaki rất đặc biệt, vậy nên mới dùng những thanh sắt hình số 7 này để làm nền. Cách làm này sẽ tăng độ dày của nền móng, còn có thể gia cố cho các cột chống đỡ. Như vậy công việc làm móng đã hoàn thành rồi. Tiếp theo Toyota Satoru sẽ xây một phòng mới trong căn nhà này. Loại cấu tạo 2 tầng này, mặc dù sẽ hy sinh một chút ít không gian, nhưng so với chuyện nhà bị sập xuống thì rất đáng rồi. Cuối cùng đem những thanh gỗ mục ở bên ngoài đổi thành gỗ mới. Công việc sửa chữa như vậy là hoàn thành rồi. Tiếp theo ở trong nhà, giải đầy những tấm giữ nhiệt, sau đó lát lên những tấm nền gỗ mới. Sau đó bịt cánh cửa đối diện với đường quốc lộ lại, để giảm tiếng ồn của xe hơi di chuyển bên ngoài. Ông lắp đặt thêm 2 lớp kính. Bây giờ phòng dạy học giống như một cái lồng. Những âm thanh ở bên ngoài hoàn toàn không thể nghe thấy. Trước đây học sinh đều đi từ cửa vào phòng học. Bây giờ lầu 1 được sửa chữa lại, sửa thành một đường đi. Trước mặt là lối vào phòng dạy học, phía sau là lối vào nhà ở. Bố cục chung của toàn bộ ngôi nhà đã hoàn thành. Tiếp theo bắt đầu bố trí nội thất. Nhân công lắp đặt rất thành thục lắp đặt các thiết bị dạy học. Mặt đất lạnh lẽo trước đây, bây giờ ngập tràn ấm áp. Tủ đựng đồ và bàn học toàn bộ được làm bằng gỗ, cộng thêm ghế ngồi đặc biệt, khi không cần dùng đến có thể ghép lại thành tủ, hoặc là biến thành một cái bàn nhỏ. Thiết kế này vô cùng kỳ diệu. Càng kỳ diệu hơn chính là bàn học ở hai bên có thể di chuyển ra giữa. Hơn nữa có thể ghép lại thành một cái bàn siêu lớn, có thể tiến hành kiểu lúc không có lớp có thể biến thành phòng khách. Bên ngoài được gắn biển hiệu nhiệt tình của lớp học. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem thành quả sau khi cải tạo. Vẻ ngoài cũ kỹ trước đây bây giờ trở thành một biệt thự làm bằng gỗ, hoàn toàn khác biệt so với hai nhà bên cạnh. Đến buổi tối, lớp học nhiệt tình này sẽ càng nhiệt tình hơn. Ở một bên cạnh được phía dưới trở thành nơi để xe cho học sinh. Bộ phận nhỏ hẹp của ngôi nhà được xây dựng hai lối vào mới, một cái dẫn đến phòng học và một cái khác dẫn đến chỗ ở. Căn phòng học lạnh lẽo từng chịu nhiều tiếng ồn, bây giờ được bao bọc bởi lớp nền gỗ màu trắng. Hai lớp kính cực lớn vừa có thể ngăn cản tiếng ồn, vừa để cho ánh nắng ấm áp chiếu vào. Bên dưới cửa sổ còn chuẩn bị tủ đựng giày cho học sinh.
kéo tấm rèm cuốn che cửa sổ xuống, sẽ biến thành rạp chiếu phim nhỏ ở trong nhà. Lầu 1 vốn dùng để ở, bây giờ cũng trở thành phòng dạy học, bàn học, máy tính toàn bộ đầy đủ. Học sinh đi vệ sinh cũng trở nên thuận lợi hơn. Đi xuyên qua hành lang được tô điểm bằng những cây hoa hoa, sẽ tiến vào khu vực gia đình sinh sống. Tủ ở bên cạnh cửa ra vào có thể đựng rất nhiều giày dép. Dưới bậc cầu thang cũng có rất nhiều không gian để chứa đồ. Góc bên trái cầu thang cũng được thay đổi kỳ diệu trở thành nhà vệ sinh. Mở cửa sau ra chính là sân phơi đồ, để thuận tiện cho Nozaki đi dạy. Mở cánh cửa bên trong phòng là có thể đi thẳng đến phòng học. Lầu 2 rách nát trước đây, bây giờ trở thành nhà bếp với phong cách hiện đại. Suy nghĩ đến chuyện tương lai các cô con gái thích nấu ăn, vậy nên nhà bếp vô cùng rộng rãi. Hơn nữa còn có đầy đủ không gian chứa đồ. Ban công nguy hiểm trước đây cũng trở thành một nơi uống trà. Ở trên này uống trà hay phơi nắng cũng vô cùng dễ chịu. Trên lầu 2 cũng có nhà vệ sinh chuyên dụng dành cho cả gia đình. Bên cạnh nhà bếp chính là phòng ngủ của cả nhà. Nhìn căn phòng ngập tràn phong cách Nhật Bản, khu vực bên dưới ẩn chứa một không gian cực rộng để đựng đồ. Đồ đạc không mặc đến có thể để ở bên trong. Đi qua một bức tường là một tủ quần áo vô cùng lớn, có thể để chăn màn và quần áo. Ông còn chuẩn bị cho hai cô con gái bàn đôi để học tập và chiếc tủ nhỏ nhắn để đựng đồ dùng học tập. Chỉ cần hai cô bé mãi mãi không lớn thì hai bé có thể ở đây học tập mãi mãi. Để đảm bảo những điều bí mật nhỏ bé trong gia đình, bức tường bên cạnh bàn ẩn giấu 4 tấm gỗ có thể di chuyển, như vậy có thể ngăn căn phòng thành hai bộ phận. Nhưng không biết hiệu quả cách âm của nó có tốt hay không. Cả gia đình Nozaki ngập tràn mong đợi, cuối cùng có thể rời khỏi chung cư đến căn nhà hoàn toàn mới. Mới bước vào cửa, hai cô con gái đã thốt lên lời khen ngợi. Khi Nozaki đến phòng dạy học của mình, anh vui vẻ lộ ra hàm răng vàng của mình. Nozaki vô cùng hài lòng với lần cải tạo nhà này. Sau này các cô gái muốn gặp bố, chỉ cần đi xuống lầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp được. Trong phòng dạy học mới, học sinh và giáo viên càng nhiệt huyết hơn. Nozaki sau khi dạy xong, thân thể mệt mỏi, bước lên trên lầu là có thể nhìn thấy hai cô con gái yêu quý cùng nhau ăn một bữa tối thịnh soạn. Còn có chuyện gì hạnh phúc thì hạnh phúc hơn như vậy không? Lần cải tạo nhà kỳ này tốn tổng cộng 3.400.000.000. Số tiền này đối với chuyện xây dựng lại toàn bộ căn nhà, đúng là tiêu vô cùng đáng. Video ngày hôm nay đến đây là hết.